Sáng nay tại lễ khai mạc hội trại truyền thống tuổi trẻ giữ biển, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tuyên dương 35 chiến sĩ quân hàm xanh trẻ giỏi tiêu biểu năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Minh Châu cùng hơn 600 trại sinh. Những cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên được tuyên dương hôm nay là những cá nhân tiêu biểu xung kích trong đấu tranh với các loại tội phạm, làm tốt công tác huấn luyện và nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời góp phần tích cực cùng địa phương xây dựng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, chăm lo cho người dân. Bản thân là một người chiến sĩ mang quân hàm xanh thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đặc biệt là bảo vệ vùng biển của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất là vinh hạnh khi được đứng ở đây ngày hôm nay để nhận phần thưởng danh dự và cao quý này. Ngay sau lễ tuyên dương và khai mạc hội trại, ban tổ chức cùng các trại sinh sẽ di chuyển đến xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ tham gia các hoạt động hội trại chính thức tại đây. Trại cũng đông số lượng hơn với 600 trại sinh, rồi trại cũng thực hiện các nội dung mời các đơn vị trú đóng trên địa bàn và các đơn vị kết nghĩa với thành phố, các lực lượng vũ trang, các lực lượng ở các đơn vị ở hải quân để cùng tham gia trong hội trại. Các bạn cũng thực hiện các hoạt động ý nghĩa gắn với lại bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các hoạt động giữ gìn biển đảo quê hương. Qua 15 năm tổ chức, hội trại tuổi trẻ giữ biển đã góp phần khơi gợi tình yêu biển đảo, xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc trong các bạn trẻ.